Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món cà ri gà truyền thống. Cái món này là hồi xưa lúc còn nhỏ đó các bạn, thì mỗi lần có dịp giống như là đám giỗ hay là tiệc thì mình mới được ăn cái món này. Cho nên là mình rất rất là thích món ăn món này. Mà món này thì mình thấy là từ nhỏ lớn lớn mình ăn không ai nấu qua được ngon bằng bà Tư của mình. Bà Tư là chị của ông ngoại, mà bà Tư bây giờ mất rồi các bạn. Bà Tư nấu món này là tuyệt vời luôn. Thì hôm nay mình chia sẻ cái công thức của bà Tư nấu nghe. Ở bên Việt Nam thì mình dùng nó sẽ nhìn khác khác, cái hiệu nó khác hơn bên này. Đó, nhưng mà cái công thức thì nó giống như vậy. Thì để làm món này mình cần có gà. Gà là nguyên liệu chính đúng không cả các bạn? Thì cái gà này mình cần là 3 pound, tức là tương đương với 1.3 kg. Mình cần có cà ri nị các bạn. Cà ri này là cà ri Ấn Độ nè, đấy là cà ri dầu Ấn Độ nè các bạn. Cái này là made in USA đó. Đó, hiệu Golden Bell nè các bạn. Trong đây là có dầu trong này, nó rất là thơm. Còn cà ri bột á, mình cũng dùng cà ri bột, mà cà ri bột là hiệu Vĩnh Thuận. Nó có cái hiệu Anh Hai á, cũng rất là ngon, nhưng mà mình khó tìm lắm. Hay là Vinaco gì á, mình cũng khó tìm quá. Lâu lâu mình đi chợ mà cái đó mình tìm ở bên Houston, còn bên Cali thì mình thấy cái hiệu này. Mình dùng cái hiệu Vĩnh Thuận. Mình cần có 3 cây sả, mình đã đập dập rồi nè các bạn. Thì để cho bạn nào không biết cây sả nó nhìn như thế nào á, để mình cho các bạn xem. Sả cây là nó nhìn như thế này nè. Mình rửa sạch rồi mình cắt khúc, mình đập dập mình cắt khúc. Mình cần có khoai, này là khoai lang. Khoai lang này ở trong nè, mình cho các bạn xem. Nó có màu cam. Đó. Thì cái khoai này mình cần nửa ký. Và khoai môn mình cần nửa ký. Là 500g, mỗi thứ 500g. Củ hành, mình cần một củ hành. Mà củ hành là mình đã cắt sẵn cho các bạn luôn rồi nè. Đây, nó sợi sợi như vậy nè. Tức là mình cắt theo cái chiều này, chứ không phải cắt vòng tròn nha, cắt chiều này. Mình cần có 3 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng canh tỏi băm. Nước cốt dừa thì mình cần 1 hay 2 lon tùy theo bạn thích ăn béo hay không. Đó, cần có nước dừa tươi nè các bạn, mình dùng hiệu này. Đó, thì dừa tươi này á, một lon như vậy á là 330ml. Mình có thể dùng 2 hũ như vậy hay là 3 hũ, tùy theo ở nhà mình có nhiều hay ít nha. Tức là 1 lít á. Nước dừa tươi, còn đây là nước điều màu. Nước điều màu này lúc trước mình có chia sẻ rất là nhiều lần rồi đó các bạn. Thì nước điều màu này bạn có thể thắng một chén dầu và bạn cho một cái muỗng canh dung lên hạt điều. Ví dụ như nước dầu mà nó đang sôi mình đổ vô rồi mình tắt lửa, còn không thì mình đổ vô lúc mà dầu chưa sôi, rồi khi nào mà dầu nó sôi lên chút xíu là mình tắt lửa, không thôi nó bị cháy. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình vào bếp mình ướp thịt nha. Bây giờ trước hết á, cái gà này á, mình đã rửa sạch hết rồi, cắt chặt cái cục gà bự bự như nè các bạn. Thì nếu mà mình làm cà ri gà á, là miếng gà của mình nó phải to. Nó to như vậy nè. Không phải giống như gà kho bình thường mà nó sẽ to hơn. Đó. Và bây giờ mình ướp, và nhớ là khi mình rửa sạch bằng dầu nước muối với lại rượu nấu ăn á các bạn. Thật sạch rồi bạn lau khô rồi mới chặt ra như vậy. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh bột súp gà. Một muỗng canh là khoảng 17g. Một muỗng canh đường bằng nhau thôi các bạn. Cái muỗng này là ăn phở, ăn hủ tiếu nè. Thì cái muỗng này nó sẽ nhiều hơn cái muỗng tablespoon một chút xíu. Một muỗng canh đường là khoảng 21g. Và một muỗng canh muối cũng lưng lưng thôi nha các bạn. Một lát mình sẽ nêm sau. Cái này là một muỗng canh muối. Một muỗng canh muối là 25g. Đó. Và mình cho vào đây. Cái này là cà ri dầu nè các bạn. 1 2 muỗng tablespoon hành tím mình cũng cho vào đây. Một muỗng tablespoon hành tím và một muỗng tablespoon của tỏi. Bây giờ mình sẽ trộn nó lên.
cho gia vị nó thấm khoảng 1 tiếng đồng hồ quá các bạn. Rồi mình mới đi làm tiếp nha. Và mình cho một muỗng canh và hạt điều vào đây nha các bạn. Một muỗng canh. Thì có cái màu hạt điều vô cái màu cà ri của mình nó rất là đẹp. Đó. Và bây giờ mình để đi qua một bên, khoảng nửa tiếng hay một tiếng sau mình sẽ đi làm tiếp. Bây giờ cái thau nước này, nước sạch nè, mình cho một muỗng canh muối vào đây. Và mình sẽ gọt củ khoai á các bạn, khoai lang với khoai môn cho vào đây mình ngâm nước muối. Khoai á mình cắt miếng bự bự nha các bạn. Món này thì mình phải cắt khoai bự vậy nè. Và khoai này mình bây giờ mình cho vào nước muối mình ngâm khoảng 15 phút. Và khoai môn mình cũng làm giống vậy luôn nha các bạn. Mình cũng bào ra. Và mình cắt giống vậy. Sau khi mình ngâm 15 phút với nước muối á các bạn, mình rửa sạch thêm 3-4 nước nữa. Và sau đó mình lấy giấy khăn giấy á, mình chặn cái khoai của mình cho nó ráo thì mình chiên nó đỡ bị văng nước á các bạn. Và bây giờ mình bắt một cái chảo dầu lên, mình cho khoai vào đây mình chiên sơ. Chiên như vậy á, cái khoai của mình á, nó rất là thơm. Và hơn nữa thì nó không có bị nát nữa các bạn. Khi mà khoai nó hơi vàng vàng như vậy là được rồi nè các bạn. Đừng có để cho nó quá vàng nha. Mình đang dùng lửa số 7, tức là từ số 1 tới số 9 mình dùng lửa số 7 mình chiên nha. À, miếng khoai này nó vàng rồi nè. Nó vàng như vậy là được rồi nè. Bây giờ khoai chín hết rồi. Mình bắt đầu mình vớt nó ra. Và cũng cái chảo này, mình bỏ gà vào đây mình chiên. Bạn đừng có cho hết gà vô trong đây nha. Mình chiên vừa đủ chỗ nè. Cho gà thôi. Rồi mình cũng chiên sơ thôi, cho nó vàng vàng cái gan chút thôi các bạn. Mình chiên khoảng chừng 1 phút rồi các bạn. Thì cái da gà nó săn lại á, là mình lấy ra. Mình làm cách này á, cái da gà của mình với là cái thịt gà của mình rất là thơm. Không biết mỗi vùng miền á, thì sẽ có cái cách nấu khác nhau. Không biết cái nơi bạn ở thì có làm giống như vậy không? Thì nơi mình ở là miền Nam. Miền Nam thì nấu giống như vậy nè các bạn. Rồi bây giờ mình vớt cái gà ra. Thì các bạn biết không, cái gà này là gọi là gà đi bộ. Nhưng mà nó không có dai giống như gà dai đâu nha. Nó chỉ dai hơn cái gà công nghiệp một chút xíu thôi. Cho nên mình nấu cái món này nó cũng rất là nhanh. Và mình tiếp tục mình chiên cái còn lại nha. Gà này mình bỏ vô á các bạn, thì mình chiên lửa cao từ số 1 tới số 9 á, mình chiên số 8. Thì mình chiên rất là nhanh, trong vòng khoảng 1 phút là cái da gà của mình nó hơi vàng vàng vậy nè, là ok rồi các bạn. Mình chiên như vậy nè, cái cà ri của mình nó dậy mùi lên á, thơm lắm các bạn. Rồi xong rồi đó, bây giờ mình tắt lửa. Mình dùng cái dầu này để mình phi tỏi với hành luôn nha các bạn, rất là thơm. Cho vào trong cái nồi này nè. Một muỗng canh dầu hạt điều. Và hai muỗng canh dầu ăn mình mới chiên gà các bạn. Rất là thơm. Mở lửa lên. Mình cho lửa vừa vừa số 5 thôi. Và mình cho vào đây hết tỏi và hành phi, hành tím á. Cái món cà ri là phải có tỏi và hành tím nhiều thì nó mới dậy mùi cà ri, nó mới thơm các bạn. Và mình cho sả vào đây luôn. Bạn nào mà có lá cà ri tươi á thì cho vào đây 15-20 lá cho nó thơm lúc này nè các bạn. Nhưng mà mùa này mình đi chợ mình tìm không có lá cà ri tươi các bạn ơi. Nếu mà có bỏ vô đây nó càng thơm nữa. Sau khi mình xào khoảng 1-2 phút á,
thì mình cho cà ri vào đây, cái bột cà ri mình cho vào đây 1 muỗng tablespoon nha các bạn. Thì 1 muỗng tablespoon như mình nói là cái muỗng này nó tương đương, nó gần 3/4 của cái muỗng ăn phở á, ăn phở ăn hủ tiếu hồi nãy á đó. Mình xào vậy cho nó dậy mùi nè, nhanh lắm, trong vòng khoảng 15-20 giây à là mình cho gà vào đây. Và mình cho nước dừa tươi vào đây luôn các bạn. Hai lon nước dừa tươi vào đây. Mỗi lon là 330ml. Mình cho vào đây 1,5 lít nước lọc và 1 lon nước cốt dừa đây các bạn ơi. Thì ở Việt Nam á, lúc nhỏ thì người ta sẽ dùng, mình thấy bà Tư dùng nước dảo. Và một lát khi mà mình thích béo á, thì mình tắt lửa, mình cho thêm nước cốt dừa vào đây nữa. Cái màu rất là đẹp luôn á các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách nấu sao cho nó đỡ tốn thời gian của mình và nó đỡ tốn ga điện á các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm nếm thêm, mình cho vào đây 17g, tức là 1 muỗng canh bột súp gà. Cái đến đó mình cho 1/3 muỗng canh muối. Muối này là mình dùng muối biển nha các bạn. Các bạn đừng có cho muối bình thường. Mà nếu bạn dùng muối bình thường, bạn nhớ gia giảm ít lại. Tại vì muối bình thường nó có cái độ mặn gắt lắm các bạn. Và mình cho vào đây 1/2 muỗng canh đường. Thì cái muỗng thì khoảng 11g. Rồi bây giờ nước lèo nó bắt đầu sôi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa. Và mình đậy nắp lại. Và mình ngâm ở đây đúng 10 phút nha các bạn. Sau 10 phút rồi các bạn, mình lấy cái nắp ra. Và các bạn nhớ nếu mà có bọt đó, thì mình nhớ vớt cái bọt. Gà của mình bây giờ thì nó cũng chín rồi đó các bạn. Nhưng mà không phải là chín rục. Nó vừa chín tới rất là ngon. Nếu như bạn nấu gà dai thì bạn phải nấu lâu một chút nha. Và phải ngâm lâu hơn nữa. Thì bây giờ mình sẽ mở lửa lên lại và mình bỏ khoai vào đây. Mình cho 1 củ hành vào đây luôn nha các bạn. Wow, ngon quá. Lửa mình đang bật lên là lửa số 7 á nha, cho nó cao lên để cho nó mau sôi. Và từ khi các bạn thấy nó sôi lên như vậy nè, bạn tắt lửa giùm cho mình. Và bạn đậy nắp lại. Và bạn cũng để 10 phút nữa thì khoai và khoai môn, khoai lang và gà nó chín đều với nhau. Rồi nó sẽ rất là ngon. Và bây giờ là sau 10 phút. Cái mùi xả dậy lên thơm dễ sợ luôn. Như vậy là khoai rồi, nó chín hết rồi đó. Khi mà nó sôi lên như vậy nè, là mình tắt lửa và mình cho 1 lon nước cốt dừa vô. Là mình cho các bạn xem cái thịt nè, mình cho nè. Đó, nó mềm rồi đó. Mình cho các bạn xem cái cục khoai nè. Đó, nó mềm rẹ xèo luôn á. Bây giờ nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình các bạn nha. Mình nếm thử xem. Ngon quá, nó ngọt ngọt, mặn mặn, thơm ngon, vừa ăn lắm các bạn ơi. Bây giờ mình tắt lửa nha, và mình cho 1 lon nước cốt dừa vào. Và bây giờ mình có thể múc ra tô ăn được rồi nha các bạn. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Cà ri gà nấu theo kiểu truyền thống nè. Wow, cái miếng gà nhìn bóng mượt, nhìn hấp dẫn chưa nè. Ăn với lại bánh mì. Và muối ớt chanh.
Bây giờ để mình ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Trước hết á, mình sẽ húp thử cái nước lèo nè. Này, mời các bạn nha. Wow, mặn mặn ngọt ngọt ngon lắm, rất là thơm mùi sả và mùi cà ri, ngon quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nặn chanh vào đây, ăn cà ri. Và mình mới nướng bánh mì lên nè, giòn ngon lắm các bạn ơi. Bánh mì không ở đây bán rất là ngon. Chấm vào bánh mì nha, chấm vào cà ri nha. Mời các bạn. Trời lạnh lắm các bạn, mình thích ăn cái gì mà còn có nước như vậy nè. Ngon lắm. Có vị béo của nước cốt dừa. Miếng thịt nè, cho các bạn xem gần nè. Cái thịt mà mình chiên sơ qua như vậy nè các bạn, cái da nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Mình chấm miếng muối ớt, có chanh trong đây chua chua rất là ngon. Cho miếng ớt lên đây luôn. Mời các bạn nha. Nó cay cay. Mà cái thịt ở trong nè, nó mềm, nhưng mà nó còn cái vị dai nha, cái độ dai của nó vẫn còn, nhưng mà nó mềm. Cho các bạn xem nè. Lễ tạ ơn á, các bạn không biết nấu gì liên quan tới gà tây á thì nấu gà ta, gà đi bộ, cà ri gà. Ăn miếng khoai môn nè các bạn. Đây, hên quá mình mới gấp được cái cục này. Khoai mềm các bạn, mềm nhưng mà không phải là mềm rục nha các bạn. Nếu mà bạn nào thích khoai mềm rục á, là bạn bỏ vào chung với lại gà từ lúc đầu luôn. Tức là lúc đầu mình ngâm thịt thịt gà 10 phút một mình nó đó, thì bạn bỏ vô chung ngâm với nó luôn. Thì mình ngâm cả hai là 20 phút, thay vì ngâm 10 phút rồi ngâm 10 phút nữa. Thì cái khoai này nó sẽ mềm rục. Mà mình thích ăn mềm nhưng mà đừng có rục, tại vì rục rã quá nó sẽ bị, một lát mình lúc mình quậy múc lên á, nó dễ bị nát lắm các bạn. Thì tùy theo cái khẩu vị của mỗi gia đình nha. Mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.